Bắc Giang xảy ra cháy tại nhà dân, 3 người tử vong. Điều tra nhóm bịt mặt liên tục tạt chất bẩn vào nhà người dân ở quận Long Biên, Hà Nội. Phóng xe máy đánh võng, tông vỡ đầu ô tô, tài xế gặp nạn liên hoàn. Sau vụ mất hơn 170 tỷ đồng, nữ chủ tịch huyện ở Đồng Nai bị cách chức phó bí thư. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 16 tháng 6, tại số nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Bắc Giang đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong thương tâm. Sáng ngày 16 tháng 6, ông Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong. Theo đó, đêm cùng ngày, người dân trên địa bàn phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang hốt hoảng phát hiện vụ cháy xảy ra tại một gia đình trong phố. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phối hợp với nhân dân làm công tác cứu hộ cứu nạn. Anh Ngô Quốc Tiến là hàng xóm phát hiện vụ cháy cho biết, thời điểm khoảng 3 giờ 40 phút, anh thức dậy thấy nhiều khói ở phía sau nhà nạn nhân, phía sau nhà giáp với sông Thương. Ngay lập tức, anh đi ra phía trước, đập cửa thông báo cho gia đình nhưng không thấy người ra mở cửa. Anh Tiến lấy thang, trèo lên tầng 2 để phá cửa kính và nghe thấy có tiếng trẻ con kêu khóc khản giọng. Anh chỉ kịp hô lên để lôi kéo sự tập trung của cháu để cháu mở cửa ra. Tuy nhiên đập cửa xong, chỉ khoảng 1 phút sau thì khói lửa và kính vỡ rồi ngược lại, anh không thể làm gì được. Hậu quả vụ cháy làm 3 người tử vong gồm chị Đào Thị Hát, sinh năm 1982, chủ nhà, cháu Lương Anh N, sinh năm 2016, là con trai của chị Hát, và anh Nguyễn Văn Ngờ, sinh năm 1977, quê ở xóm Đồng Mới, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang cùng với Công an thành phố Bắc Giang điều 5 xe và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, khắc phục hậu quả. Cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Báo Bắc Giang tiếp tục thông tin. Thưa quý vị, Công an quận Long Biên thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra nhóm đối tượng bịt mặt liên tục phun sơn, tạt chất bẩn vào nhà người dân tại phường Sài Đồng. Cụ thể, trước đó bà Quy, sinh năm 1972, trú phường Sài Đồng, có đơn trình báo về việc gia đình bà liên tục bị nhóm người lạ có hành vi tạt sơn, mắm tôm vào nhà kể từ ngày 28 tháng 5. Bà Quy cho biết gia đình bà kinh doanh loa đài, từ trước đến nay không có mâu thuẫn với ai. Việc xuất hiện nhóm đối tượng lạ mặt đến nhà bà thực hiện hành vi ném chất bẩn khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng, cả gia đình luôn trong tâm trạng bất an. Trước đó, sáng ngày 28 tháng 5, đã có hai đối tượng lạ mặt đến nhà bà Quy yêu cầu bà phải trả nợ cho một người phụ nữ khác. Thấy hai đối tượng không quen biết, vô cớ đến nhà gây chuyện, gia đình đã báo cáo công an địa phương. Theo hình ảnh camera ghi lại, kể từ ngày 28 tháng 5, gia đình bà Quy đã 4 lần bị các đối tượng bịt mặt phun sơn, ném chất bẩn như mắm tôm, dầu luyên vào cổng. Sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Sài Đồng đã tiến hành lập biên bản sự việc. Đồng thời, cán bộ Công an quận Long Biên đã mời gia đình bà Quyên lên làm việc để điều tra làm rõ. Hiện Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đang phối hợp với đội hình sự Công an quận Long Biên tiến hành điều tra làm rõ vụ việc nói trên. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại tình huống tham gia giao thông nguy hiểm được người dùng mạng xã hội thi nhau chia sẻ. Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ cho thấy, sau tai nạn liên hoàn, nam tài xế điều khiển xe máy nằm gục trên xe máy của nữ tài xế. Trong khi nữ tài xế đi xe máy bị ngã đập xuống đường, ô tô cũng bị hư hỏng nặng phần đầu. Đoạn clip thu hút hàng trăm bình luận từ người dùng Facebook, trong đó đa số các ý kiến chê trách tài xế xe máy chạy ngược chiều, đánh võng, không làm chủ tốc độ, gây tai nạn, rước họa vào thân. Liên quan tới sự việc trên, luật sư Lê Văn Kiên, trưởng văn phòng luật sư Ánh Sáng Công Lý cho biết, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định, với hành vi lạng lách đánh võng trên đường bộ trong hoặc ngoài đô thị, lái xe máy sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy không cài quai đúng quy cách khi điều khiển, ngồi trên xe máy tham gia giao thông trên đường bộ, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 400 cho đến 600 nghìn đồng. Người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng về hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Người điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng về các hành vi không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, tránh xe, vượt xe,
chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông, không đi đúng phần đường, làn đường gây tai nạn giao thông, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều gây tai nạn giao thông. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một nữ chủ tịch huyện ở Đồng Nai bỗng nhiên bị bốc hơi hơn 170 tỷ đồng, ngày 16 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với nữ chủ tịch huyện nói trên vì đã không trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập qua các lần kê khai theo quy định. Cụ thể, ngày 16 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch. Quyết định được đưa ra sau khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã tiến hành xem xét, xác minh các vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập và những vi phạm khác. Theo kết quả xác minh, bà Hương đã có hành vi không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai theo quy định. Bà cũng quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp đầy đủ hồ sơ cho tổ xác minh các tài sản thu nhập đã kê khai. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Giang Hương còn thực hiện những hành vi pháp luật không cấm nhưng đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, chức vụ, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Vi phạm của bà được đánh giá là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, uy tín của huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, hồi tháng 3, có thông tin cho biết bà Nguyễn Thị Giang Hương mất hơn 170 tỷ đồng do bị nhóm lừa đảo sử dụng các thủ đoạn tinh vi để rút tiền từ tài khoản trong thời gian từ ngày 3 đến 11 tháng 3. Hiện tại thì tôi đưa con đi thi trường này, trường thứ tư rồi, là trường chất lượng cao rồi. Quá trình ôn luyện thì cũng phải nói là cũng khá vất vả. Bởi vì con thường thường là học thời gian ở trên lớp cũng đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Nhưng mà buổi tối về thì con thường tầm 6 giờ, 5 giờ là con đã kết thúc chương trình ở trường. Và tầm 6 giờ là phải đến chỗ trung tâm thêm rồi. Con sẽ học từ 6 đến 8 giờ, sau đó là bố mẹ sẽ đi đón. Về nhà thì nói chung là con chỉ kịp là ăn uống thôi, ăn uống qua thôi, rồi sau đó thì lại làm hoàn thành nốt các bài tập trên lớp và các bài tập của lớp đi học thêm. Nói chung là cũng khá là vất vả. Nhà mình thì ôn tập cũng muộn, từ bắt đầu từ kỳ 2 lớp 4 thì con mới bắt đầu ôn thi chất lượng cao. Vì trước đấy nhà mình ở trong Sài Gòn nên mình cũng không có rõ ngoài này cái hình thức thi nó như thế nào ấy. Nên là mình cũng biết muộn. Hiện tại thì con tôi cũng thi được 3 trường rồi, nhưng mà chỉ đỗ 2 trường thôi, trường Lương Thế Vinh và trường Đoàn Thị Điểm. Bây giờ thì như kiểu hơi trống rỗng một tí, vì đây là trường cuối cùng con thi. Thì sau đấy thì con sẽ được nghỉ ngơi và đang sau một cái thời gian ôn thi rất là gấp gáp, tự nhiên hai mẹ con sẽ được nghỉ ngơi. Bây giờ đang nghĩ xem là cả một khoảng thời gian tiếp theo thì sẽ được làm những cái việc gì ấy. Con mình thi trường này là trường thứ 3. Con tự ôn ở nhà thôi. Khó khăn chủ yếu là con không có người hướng dẫn mà là bố mẹ hướng dẫn thôi. We'll be right back.